Để ba lần rồi. Rồi máy ba lần hơn. Về Kiên Giang. Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, phường Vĩnh Thanh. Kiểm tra trước khi giao hàng. Mang. Sơn. Rồi một bình nước chai nhiệt. Lấy cái cây á, nãy cái này ra chút xíu thôi. Nãy cái này nè. Trời ơi. Nãy cái máy ra chút xíu á, để nó đụng vô cái đó. Thằng thời bắt bổ móc nó bắt hết rồi. Bổ vô dưới bắt nó. Bữa nè, chiều nó nãy được mà. Này nó vô. Nó cả vô nè. Đó. Dạ, đó. Rồi chạy bấm. Bấm kia bấm vậy. Rồi đây này. Chiều chính. 2 tấn 5 mét. Tiếp tục. 2 tấn trần kích. Máy đen 2 inch. Máy đen 2 inch đi bên ngoài. Bỏ cái này xuống dưới rồi. Lấy hai bộ dao ra trước. Rồi hai bộ dao. Rồi bỏ vô lại đi, bỏ vô lại. Rồi bỏ vô lại đi. Này vô cho nó coi. Bỏ cái này nè, bỏ vô vỏ đây để nó rớt ra. Đấy, con nó thử, chưa thử rồi. Rồi bấm này.